Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia viễn thông công nghệ thông tin cho rằng việc đa dạng hóa các dịch vụ nội dung trên nền tảng 4G sẽ quyết định cho sự phát triển của công nghệ 4G tại Việt Nam. Điều này đòi hỏi các nhà mạng, các doanh nghiệp nội dung số cần quan tâm đến việc triển khai các dịch vụ nội dung theo kịp sự phát triển để đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo hiệu quả khai thác thương mại trên nền tảng này. Trước khi đến với nội dung, 4G cần sự đa dạng của các dịch vụ nội dung và thiết bị kết nối Internet. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Mai Hạnh điểm lại một số yếu tố cần quan tâm khi triển khai 4G tại Việt Nam. Trước tiên, cần cân nhắc việc đưa 4G vào là để phục vụ cho ai, phục vụ cho đối tượng nào. Thứ hai là vấn đề quan trọng khi tiến lên 4G là cần xem xét về công nghệ, thị trường cung cầu ra sao. Vấn đề thứ ba cần quan tâm là xem xét lại khả năng sử dụng, khả năng chi trả giá cước của người dùng đối với doanh nghiệp. Nếu nhà mạng coi việc triển khai 4G nhằm mục đích làm thương hiệu và chỉ triển khai ở một vài địa điểm thì không có ý nghĩa. Trên thế giới đã có nhiều nhà mạng triển khai công nghệ 4,5G và 5G. Vì thế nếu các nhà mạng ở nước ta đưa thêm công nghệ mới vào quá sớm thì đầu tư sẽ tốn kém. Nếu người dùng phải chi trả rất nhiều tiền cho việc mua thiết bị đầu cuối, cước sử dụng dẫn đến ít người sử dụng thì nhà mạng khó có thể thu hồi được vốn. Vấn đề nữa là nếu chất lượng chưa đạt yêu cầu, vùng phủ sóng hẹp, tín hiệu yếu dẫn đến 3G chưa đảm bảo chất lượng, 4G đang thử nghiệm nhưng lại chuẩn bị tiến tới 5G thì sẽ là việc không cần thiết. Vì vậy nhà mạng, doanh nghiệp nội dung cần lưu tâm công nghệ phổ biến, thị trường phải thực sự cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, theo ông Lê Nam Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì các doanh nghiệp sản xuất thiết bị bao giờ cũng muốn đưa công nghệ mới vào thật nhanh để giúp họ nhanh chóng thu hồi vốn. Vì thế, có chuyện Việt Nam đang triển khai 4G nhưng thế giới đã có công nghệ 4,5G rồi công nghệ 5G. Nếu nhìn lại thời điểm triển khai 3G thì có thể thấy Việt Nam triển khai sau các nước khác tới gần 10 năm. Thế nhưng đến nay, dịch vụ 3G ở nước ta đã ổn định, không thua kém nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, với việc triển khai 4G, cần quan tâm tới việc đa dạng hóa các dịch vụ nội dung để thu hút nhu cầu sử dụng của khách hàng. Trong phần tiếp theo của chương trình Không gian số hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phản ánh của phóng viên Mai Hạnh với nhan đề 4G cần sự đa dạng hóa của các dịch vụ nội dung và thiết bị kết nối Internet. Mạng di động của Việt Nam tăng trưởng mạnh với nhiều dịch vụ mới, giá thành hợp lý. Đặc biệt, giá cước viễn thông Internet của Việt Nam thuộc top 10 quốc gia có giá cước thấp nhất thế giới. Đây chính là những yếu tố thuận lợi giúp cho người dùng di động trải nghiệm các dịch vụ nội dung trên mạng Internet. Mạng 4G được xây dựng dựa trên giao thức IP Internet. Nhờ đó, người dùng có thể sử dụng các dịch vụ đa dạng, được xây dựng sẵn trên nền tảng Internet với tốc độ cao, chuẩn tương lai của các thiết bị không dây. Vì vậy, phải quan tâm yếu tố thực tế ở Việt Nam để phát triển các dịch vụ phù hợp trong việc ứng dụng công nghệ 4G LTE như phân tích của ông Lê Nam Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Yêu cầu của phủ sóng trong nhà rất là quan trọng. Vì người Việt Nam đi chủ yếu là xe máy, cho nên thực ra dùng điện thoại chủ yếu là dùng trong nhà, dùng ở cơ quan. Cho nên cái phủ sóng trong nhà là một yêu cầu rất là quan trọng đối với triển khai 4G. Và cái giá cước, ví dụ 3G, 2G là thoại là chiếm tỷ trọng rất lớn. Nhưng mà 4G ấy, thoại thì sẽ càng ngày càng ít, cho nên là gói cước là nên kết hợp giữa data và voice. Công nghệ 4G sẽ đem đến những dịch vụ nội dung đa dạng, từ xem phim HD, chơi game trực tuyến, truyền hình kỹ thuật số, đến sử dụng phần mềm kiểm soát tình trạng con người, các phần mềm tương tác, các thiết bị điều khiển được kết nối Internet. Điểm vượt trội của 4G so với 3G là chất lượng đường truyền có khả năng phát triển các dịch vụ chuyên ngành như giám sát giao thông, đào tạo trực tuyến, khám bệnh trực tuyến, đặc biệt hữu ích cho các vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Nhằm mục đích cung cấp thêm các dịch vụ cho người sử dụng, cũng như tạo ra những sản phẩm ứng dụng những thành tựu mới nhất của công nghệ. Công ty cổ phần công nghệ công nghiệp bưu chính viễn thông VNPT Technology, tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam ký kết thỏa thuận sử dụng bản quyền công nghệ với tập đoàn Qualcomm. Ông Thiều Phương Nam, Tổng Giám đốc Qualcomm Việt Nam, Lào và Campuchia đánh giá. Qualcomm cũng có cái cơ hội được làm việc với các nhà mạng Việt Nam trong việc chuẩn bị triển khai thử nghiệm thương mại 4G tại Việt Nam. Đánh giá của chúng tôi là cái thử nghiệm rất thành công. Các thiết bị hỗ trợ cho dịch vụ 4G của các nhà mạng Việt Nam rất là thuận lợi và chúng ta thấy là các kết quả nó rất là tốt. Và thứ hai là cái đánh giá tích cực của chúng tôi nữa là cái việc mà các nhà mạng đưa ra những cái gói thử nghiệm về giá cho dịch vụ 4G cũng rất là tích cực ở cái điểm là giá trên từng gigabyte dữ liệu không tăng nếu chúng ta so 4G và 3G. Nếu mà sau này triển khai toàn quốc mà các nhà mạng tiếp tục hỗ trợ cái chính sách như vậy thì nó đang là giúp cho cái việc ứng dụng 4G nó nhanh chóng hơn.
Tuy nhiên, có một vấn đề quan trọng khác là giá bán thiết bị đầu cuối còn cao so với thu nhập bình quân của người Việt Nam. Nên cần làm gì để thu hút nhiều người sử dụng 4G cũng là câu hỏi đặt ra không chỉ đối với nhà mạng mà còn đối với các doanh nghiệp sản xuất thiết bị đầu cuối. Vì vậy, ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam cũng cho rằng cần phải nhanh chóng cung cấp các dịch vụ phục vụ cho người dân, không cần thiết phải bỏ qua 4G để tiến tới 4,5G hay 5G. Bởi với bất cứ công nghệ nào, Việt Nam cũng cần đánh giá những yếu tố phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng, hạ tầng của nhà mạng. Ông Vũ Hoàng Liên phân tích. Thì đương nhiên là mọi khó khăn ấy, rồi thì cũng phải tìm ra được giải pháp. Rõ ràng rằng với thị trường cạnh tranh và cái sự phát triển về viễn thông trên thế giới cũng như ở trong nước nó tương đối là rộng rãi như bây giờ thì sẽ thấy rằng cái việc mà kiểm soát một cái lợi nhuận cho một cái việc cung cấp dịch vụ là không đơn giản. Tôi chỉ nghĩ rằng là khi tiêu dùng ấy thì chắc chắn là người dùng còn cần vấn đề chất lượng hơn. Cho nên một khi mà chất lượng tốt thì tôi tin rằng cái giá trị đó là những cái giá trị còn quý hơn nhiều. Như vậy, các chính sách của nhà nước cùng với sự vào cuộc của nhà mạng, các doanh nghiệp sản xuất thiết bị di động với việc cung cấp cho thị trường các thiết bị kết nối Internet 4G có giá thành dưới 2 triệu đồng sẽ quyết định cho việc thúc đẩy xu hướng phổ cập 4G tại nước ta. Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép triển khai 4G ở cả băng tần 1.800 MHz cũng tạo điều kiện cho các nhà mạng sẵn sàng về băng tần để triển khai công nghệ 4G, cũng như cân nhắc đến việc đặt nhu cầu sử dụng của khách hàng lên hàng đầu. Ông Nguyễn Nam Long, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hạ tầng mạng VNPT Net, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, nêu rõ. Quan điểm của VNPT là ở đây chúng ta có thể triển khai được ngay, thì cái hệ thống đang ra sẵn sàng và đã có thử nghiệm rồi. Cái sự chuyển dịch thuê bao từ 2G lên 3G, 4G là không phải do nhà mạng mà vấn đề người sử dụng rất quan trọng. VNPT sau này cũng phải tính toán để đầu tư làm sao để đáp ứng từng khu vực thị trường và cái trải nghiệm của người sử dụng như thế nào sẽ đầu tư như vậy. Theo kế hoạch phát triển viễn thông của Bộ Thông tin và Truyền thông, thì tới năm 2020 sẽ phủ sóng 3G, 4G tới 95% dân số. Với ưu thế vượt bậc về khả năng cung cấp các dịch vụ truy nhập tốc độ cao, 4G được kỳ vọng là xu hướng phát triển chủ đạo của viễn thông Việt Nam để hướng tới kết nối vạn vật với Internet. Bên cạnh đó, mặc dù triển khai chậm hơn một số nước, nhưng Việt Nam sẽ có lợi thế sử dụng ngay các công nghệ mới nhất của 4G. Mobifone, Viettel và VNPT đã triển khai thử nghiệm 4G. Mobifone đã hoàn thành các kịch bản kinh doanh với nhiều dịch vụ gồm data tốc độ cao và các dịch vụ khác. Các nhà mạng này đã cho thử nghiệm SIM 4G trên hệ thống mạng của họ. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT cho biết, kết quả thử nghiệm 4G của VNPT đã cung cấp được tốc độ truyền dẫn ngang với dịch vụ cáp quang hiện nay mà các nhà cung cấp đem tới cho khách hàng. Việc Viettel hoàn thành thử nghiệm mạng và cung cấp dịch vụ 4G với hạ tầng triển khai 157 trạm tại Vũng Tàu cho thấy chất lượng dịch vụ data trên nền tảng 4G vượt trội so với dịch vụ data trên nền tảng 3G. Với công nghệ 4G, Viettel hoàn toàn có thể cung cấp dịch vụ video HD mọi nơi trong vùng phủ sóng 4G. Các nhà mạng có nhiều mô hình bài toán kinh doanh mới trong mạng 4G với các giải pháp cho nhiều loại thị trường khác nhau từ trung cấp đến cao cấp.